Ok và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với Mini World. Yeah. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với series Trường Học Ma Quái. Yes. Ok. Thì hôm nay anh em thấy skin của mình lạ không? Trời ơi, hôm nay mình là dùng cái skin của Mini World luôn nè. Không có phải là skin ảnh chụp nữa đâu nha. Mà anh em biết đây chính là skin của ai không? Bạn nào biết bình luận cho anh biết nha. Các bạn có 5 giây để bình luận nè. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Đúng rồi đó, thì hôm nay mình đã hóa trang thành xin cậu bé bút chì. Đó, anh thấy không? À phải, không phải là hóa trang mà là mình đã biến thành xin cậu bé bút chì rồi đó. Bây giờ là mình để coi trong world của mình có ai nè, để mình xem cái đã. Trong world của mình có Sammy nè, để mình qua mình khoe với Sammy là mình biến thành xin cậu bé bút chì, bảo đảm là bà thích lắm luôn á trời. Bảo ơi. Rồi. Bảo, ở đâu rồi? Bảo. Ủa? Ủa, cậu có thấy Phong đâu không vậy? Tính ra tôi là Phong cận luôn nè. Cái vậy? Vậy là ông, gì? Ông nói đùa ấy. Trời ơi Phong, tôi đâu phải này đâu. Ông dùng skin của bạn bút chì gì làm gì tôi không biết. Trời ơi, trời ơi, Phong ơi rồi. Trời ơi, tôi là Phong cận nè. Mà hình như chắc bà trời không hiểu rồi. Ở trong cái thế giới này nè, là mỗi buổi tối sau khi tôi ngủ dậy thì tôi sẽ biến thành một nhân vật khác. Thì bây giờ tôi đã biến thành xin cậu bé bút chì vậy đó. Trời ơi, ghê chưa, xin chữ ký đi. Mà thôi kệ đi, ông thế nào cũng là ông thôi. Bây giờ tôi qua chuyện, qua để cho nhà ông có chuyện rất quan trọng nha. Chuyện gì? Cho tôi mượn tiền đi. Cái gì mượn tiền hoài á, lần trước mượn tiền, bây giờ mượn tiền làm gì đó? Ủa lần trước chưa mượn mà, lần này tôi mới mượn nè. Bây giờ mượn đi mua thuốc cưng, hôm qua ông chưa mua thuốc cưng. Cái gì? Lại là thuốc cưng hả? Sao mà suốt ngày bà cứ muốn mua mấy con thuốc cưng nó làm gì? Mấy con thuốc cưng có ăn được không? Sao mua hoài à? Trời nó đẹp mà, trời ơi, sao ăn vậy? Thôi ơi, trời thôi không rảnh đâu, tôi còn phải làm YouTube nữa, không có rảnh đâu cho bà mượn tiền. Trời hôm qua ông chưa đưa tiền cho tôi mà. Mượn làm đi. Gì? Tôi không có rảnh tiền đâu mà cho bà mượn. Đi coi đẹp lắm, đi mua tôi đi một lần thôi, giúp tôi một lần thôi mà, không kìm keo vậy. Đâu con chó nào đâu bà, dẫn tôi đi coi coi, bà cứ nói là đẹp có con chó đẹp đi, lắm mà không biết con chó như thế nào. Đi đi. Đi ra nha. Trời ơi. Từ đẹp lắm, đi theo tôi. Đi theo bà rồi. Rồi con chó chỗ nào? Ok em đi theo tôi nè. Trời ơi trời, đi nhanh lên nhanh lên. Chỗ nào? Đó quá. Nhiều con quá à. Trời ơi, có mấy con thú cưng bé tí tẹo thế này thôi mà thích dữ vậy. Đẹp con này nè, đó 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 đó. Trời ơi. Cái con màu trắng này hả? Đúng rồi. Trời ơi, mua cho tôi đi. Ở coi bao nhiêu tiền? Cái gì? 100 kim cương. Bà bị điên hả? 100 kim cương ở đâu mà tôi có? Ôi nè, bên đây có con này 10 kim cương nè, hay mua con này đi, con này 10 kim cương. Con gà không chạy. Gà mắc lồi đi ghê quá. Ê, nhìn... con này xinh mà. Trời ơi, con này tôi chưa có. Ê anh em ơi, nhìn con này sẽ giống con bạch tuyết của xin cậu bé bút chì quá ta. Nhìn cũng dũng mà, thôi kệ đi ông. Thôi anh em ơi, mình là xin cậu bé bút chì nè, hay là bây giờ mình thử mình mua con chó đó về, biết đâu con chó là con chó bạch tuyết sao ta? Biết đâu ấy chính là định mệnh. Cái gì? Thôi nhưng mà nó 100 kim cương là mua không được đâu, mình mua cái con gà này nè. Con gà này dễ thương nè. Rồi mẹ, chăm chăm ơi. Trời ơi, tôi đã nói tôi không có tiền mà. Đây, trời ơi, người chăm mà không cho. Trời trời. Có gì trời ơi, trời. Con này 100 kim cương hả, nhưng mà giờ tôi không có tiền. Hay là bây giờ tôi với bà đi kiếm công việc gì đó làm để kiếm tiền đi, chứ giờ tiền đâu có. Mình làm đi, mình làm xong rồi mình vô. Trời ơi, sao mà bà cái gì bà cũng chịu hết chị. Trời ơi trời. Ok thôi đi đây trời, đi qua bên trường nè, biết đâu bên trường có cái công việc gì đó để mình làm mình kiếm tiền sao. Đi đi đi. Ông này làm gì vậy? Ai mà biết được thì cứ qua bên đây đó coi trong đây có gì để làm thì làm. Ê, trời ơi, kiếm đủ sao? Trời ơi, 100 kim cương làm chừng có 100 kim cương à, kiếm từ từ cũng sẽ có đủ thôi. Ơi bên đây có cái gì nè? Bên đây có cái ông này nè, mình lại mình hỏi ổng coi có gì, có cái bảng gì nè. Cần người hái táo thuê 10 quả táo 20 kim cương. Ôi. Wow! 10 quả hái chứ. Tính ra là mình hái 20 quả là mình được 40 kim cương rồi đó. Ok ok, hay là bây giờ mình vô mình nhận việc đi. À chú ơi, cho con xin làm hái táo nha. Bọn con hái được 20 quả đúng thôi, rồi, bọn con lấy nhiều lắm luôn. Đúng rồi, bọn con lấy 40 kim cương thôi, được không chú? Dạ, con vô con hái táo nha. Dạ cảm ơn chú. Ôi nè, Sam cầm đi, cái này là móc leo nè. Còn cái này là đồ để hái táo nè. Ủa cái ứa sao tôi làm ông làm vậy? Tôi cũng làm nè, tôi cũng có nè, chứ đâu không có leo bà leo cái cây táo bên đây, tôi leo qua cây táo bên đây. Ui, leo được rồi nè. Rồi đi hái táo đi, nè, một quả nè, hái đủ 10 quả nha. Hai quả nè. Đó. Ba quả táo. Hai quả nè, tôi mới làm cái việc này. Bốn quả táo. Ba quả nè. Năm quả táo nè. Bốn quả nè. Wow. Sáu quả. Năm. Bảy quả. Tám quả. Bốn quả. Chín quả. Xong hái chưa? Từ từ. Bà hái chậm quá có. 10 quả táo, ok, đủ 10 quả táo rồi nè, tôi hái phụ. Trời trời, bài này mà nước quá.
7 quả, 8 quả. À không, mấy 7 quả. Ông lấy của tôi rồi. Rồi rồi, đi xuống đây đi. Tôi gần đủ rồi nè. Ây da, trời té đầu quá. Tôi 9 quả rồi, tôi lấy 2 quả cho đủ nè. Nè, gần đủ rồi nè, xuống đây, xuống đây. Nè chú ơi, bọn con đã có đủ nè. Đó, đưa chú nè, cho con, bọn con xin 40 kim cương thôi. Bọn con hái này là 20 mấy quả luôn đó. Ôi Sammy ơi, tôi được 20 kim cương nè. Bà được nhiều không? Tôi được 20 nè, tôi được 20 luôn á. Đưa đây, đưa đây tôi giữ cho, đừng có trộm nha, cái này tiền mua cho cuốn tôi nha. Thì cái này mua bạch tuyết nè, cái này là tiền mua bạch tuyết đó, tào lao bà này bà. Áo, tôi sợ ông trộm sao? Ai biết được. Gì mà trộm, cái này làm gì tôi cần lắm vậy, trộm gì đâu chứ. Ủa cái gì bên này có gì nữa nè? Nhớ đó. Cần người sửa sân bóng, 30 kim cương. Ui. Wow. Ê Sam, bây giờ mình vô mình sửa sân bóng á là mình được 30 kim cương, vậy chúng ta sẽ có được 70 kim cương. Trời ơi gần đủ rồi. Ok được. Ủa, được ok. Sửa sao tôi biết được. Nè nhìn nè. Ôi mọi người ơi, hình như là cái này là lần trước á mình biết hành tho cái mình quên mình đập nát cái sân bóng luôn mà mình quên lắp lại thì phải. Chết rồi. Trời ơi. Ông mà không có gì đâu, Ủa, bây giờ chắc mình phải chuộc lỗi, mình lắp lại sẵn mình được tiền lương mà lo gì không làm. Sao trời? Thì bây giờ mình tìm cái chủ nhân của cái sân bóng này, mình tìm thầy hiệu trưởng, mình nhận làm việc. Đi. Ok rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau đi lắp lại cái sân bóng nào. Thì bà cứ thấy tôi lắp chỗ nào lắp phụ tôi là được. Cái này chúng ta lắp lại dễ lắm, chỉ cần lắp như thế này nè. Đó. Giờ lắp sao ta? Từ để tôi coi nè. Bà cứ lắp lại hết cái đống màu xanh này lại cho tôi đi, tí nữa tôi sửa lại cho. Ông lắp màu trắng này tôi không biết, tôi lắp màu xanh luôn được. Ok, bà lấy tôi lắp màu xanh. Sai rồi. Ô, Đây đó. Rồi, bên đây cũng vậy luôn. Lắp màu xanh rồi nha. Ok, lắp đi. Màu trắng lắp sao không lắp đi? Thì bà cứ lắp lại màu xanh đi, tôi lắp lại màu trắng cho. 1 hour later. À, lấy đó hả? Rồi. À, ở chỗ này cũng đập lên luôn. Đó, rồi, bây giờ bà mấy cái chỗ mà tôi đập ra bà lắp lại cái màu trắng giùm tôi. Ok. Tôi leo lên nè. Cái gì vậy? Sao bà chôn tôi luôn vậy? Từ từ lên đã hả? Bà bảo ông lại lắp nè. Từ từ tôi lên xong cái bà hãy lắp lại chứ rồi. Rồi, ok. Hoàn thành xong cái sân bóng rồi. Ok, bây giờ ra lãnh 30 kim cương thôi. Đây. Đi lên cương. Đâu, kim cương đâu nãy thầy hiệu trưởng có trả kim cương cho một mình không? Có nè, 30 luôn. Đó, đưa đây. Từ từ. Đó. Đó. Ok, 30 nữa chúng ta đã có được 70 kim cương. Còn thiếu 30 kim cương nữa thôi chúng ta mua được con chó rồi. Trời ơi. Được rồi. Ok, bây giờ chúng ta đi kiếm thêm công việc chúng ta làm đi. Ê, hay là làm nhổ cỏ ta. Biết đâu làm nhổ cỏ được. Ơ nhưng mà ở đây cỏ ít quá. Nhổ cũng vậy thôi, cũng đâu có được tiền đâu. Đúng rồi. Hay là bây giờ chúng ta đi kiếm có còn cái người nào không ta? Ê, ở đây có sân khấu nè. Hay bà lên bà làm ca sĩ, bà hát một bài đi rồi bà được tiền á. Được không vậy? Tôi hát hay lắm á. Ai biết được, trời ơi, bà hát biết đâu người ta chọi tiền, người ta chọi dép lào lên, mình lấy dép lào mình đem mình bán, chọi trứng thúi cà chua đồ á. Trời ơi, ủa có khán giả đâu mình chọi tiền. Ờ đúng ha, ở đây đâu có khán giả đâu mà mình hát, trời quên. Thôi vậy mình đi tiếp vậy, giờ biết trời còn chỗ nào mà có cái bảng á là chắc chắn là có người thuê. Dạo này trường học của tôi á nó bị nhiều yêu quái đến đây lắm cho nên là nó bởi hư. Ở đây có nè. Có nè. Cần người giết cá giữ sạch cho hồ bơi, giá 30 kim cương. Ui được á Sammy, bây giờ mình nhảy xuống đó mình giết mấy con cá này sau đó mình lấy tiền. Trời ơi mấy con cá này nó làm dơ hồ bơi nè. Nhưng mà nhảy xuống hôi quá à, biển cá tanh. Hôi cái gì mà hôi, bà là con gái bà. Ôi giờ tôi đúng hỏi rồi, nha. Ôi con gái mới đúng chứ, bà là con gái cho nên bà xuống đi, tôi con trai tôi không dám xuống đâu. Ông bị điên à, trời ơi nhìn ngăn biển cá xuống rồi. Trời ơi, thúi quá. Cái gì mà thúi, bà phải hiểu nè. Là bây giờ, gọi cho tôi hỏi bà nha. Bà có muốn mua con bạch tuyết không? Có. Muốn mua thì phải đi xuống đây để bắt cá để kiếm tiền. Còn có 30 kim cương đó là đủ rồi. Thôi mà hôi quá à, không xuống đi. Trời, coi như lần này ông okay. Chỉ xóa cho tôi đi. Thì thôi, tôi bắt con bạch tuyết về tôi làm thịt luôn. Tôi khỏi bán cho bà. Nói đùa, vậy tôi làm. Lấy kiếm đi, sau đó xuống giết mấy con cá xong tí nó vô trong thầy hiệu trưởng để lãnh tiền. Coi như bọn mình hôm nay làm hết mấy nhiệm vụ trong trường luôn rồi đó. Ok, nhảy thôi. Giết mấy con cá nè. Mày hả cá? Ơi, mày hả cá? Ui quá trời ơi, tôi đang nín thở nè trời. Nín thở cái gì mà nín thở, bà lo bà giết mấy con cá thì hộ tôi cái đi, bà không chịu giết nên mình có nói gì. Mày hả cá? Có chừng hết hơi nha, leo lên nha. Mày hả cá? Ôi, mấy con cá này mình đem về mình làm gì cà ri mình ăn. Trời ơi, xong không gọi là gì đâu. Mày hả cá? Chịu luôn. Ôi, con nè, cơ hội hả cá.
Ủa còn không? Trời hết rồi, hết rồi, hết rồi. Thôi tôi chạy lên, trời ơi, ghê quá. Thúi quá trời, tôi về tôi tắm chắc là mấy chai sẽ băng hết trời. Trời ơi, bắt có tí cá thì bà làm thấy ghê à. Leo lên, leo lên. Ôi trời ơi, cuối cùng cũng đủ tiền để mua bạch tuyết rồi trời. Nè, 36 kim cương với 64 kim cương là 100 kim cương. Đó, đủ tiền mua bạch tuyết rồi, đi 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 đi. Trời ơi, đi đi. Thôi. Trời ơi. Ơi, con bạch tuyết dễ thương quá à. Dễ okay. thương quá à. Ôi trời ơi, nó dễ đầu cười à. Cái gì? Trời ơi, cái mặt nó dễ thương không? Đập vô mặt nó nè. Trời ơi. Xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi, làm gì ghê à? Ê, hay là mình mua con gà này, tôi thấy con gà này dễ thương hơn nè. Ôi đi à, trời ơi, gà mắc lời, mua gì trời? Gớm à. Thôi mua này đi. Rồi rồi, mua mua. À, ông ơi, ông bán con gà cho ơ lộn nhầm, ông bán cái con chó kia cho tôi nha. Tôi muốn mua con chó kia kìa. À ok ok, 100 kim cương hả? À, nè 100 kim cương nè. Ok thôi, dẫn nó về, dẫn nó về. Ê lại đây nào, lại đây nào, lại đây nào. Ôi ôi ôi, cái bạch tuyết ơi, bạch tuyết ơi, lại đây, lại đây. Trời ơi, nhìn này dễ thương quá. Trời ơi, trời ơi, trời mà xong giữ cho vậy. Cái vậy là chó của tôi mà, tôi với bà để dành tiền nuôi chung mà. Ủa, mà sao vậy lấy? Ủa, cái gì, cái gì? Ủa, vậy? Ôi, ôi nhìn nè, mình đang ngồi trên người. Ủa, mình đang ngồi trên người bạch tuyết á, sao bạch tuyết nó lùn vậy? Ôi, cưỡi được luôn nè, cưỡi bạch tuyết. Tôi đang cưỡi bạch tuyết, tôi đang cưỡi bạch tuyết. Trời ơi, nhìn đẹp không? Tôi đang cưỡi bạch tuyết nè. Bạch tuyết chạy hay nào? Chị nhấn lên. Chị có đẹp vậy trời, nhìn kỳ quá. Bạch tuyết nhảy nè, bạch tuyết nhảy nè. Trời ơi, cưỡi nè, chạy nè, bạch tuyết ơi, chạy đi, chạy đi. Chạy đi bạch tuyết ơi. Thôi xuống đi. Ôi vậy tôi hôm nay xin cho tôi dẫn nó về đi, không hết chuyện vụ về. Ủa con này tiền tôi mua mà bà này kỳ vậy? Ủa tôi với ông làm mà ta. Thôi bây giờ mình xài chung đi, lộn, mình nuôi chung đi. Nuôi nhà tôi, vậy đi, mình chốt vậy đi. Trời ơi, nuôi nhà bà khô vậy thôi cũng được, dẫn nó qua nhà bà vậy. Ok, đi theo con ơi, lộn nhà mình, đi con ơi, đi. À, ok. À, bạch tuyết. Đi nào, đi nào, ôi coi nó chạy kìa, chạy đây. Ôi, tính ra con bạch tuyết này nó trắng bóc luôn á, mình nó đứng ở trong đây là mình không thấy nó đâu luôn á. Đi theo anh nè con, đi theo anh con ơi, con theo anh nè, trời ơi, đi theo anh, đúng rồi, đi theo anh. Ê. Ok các bạn ơi, hôm nay á là mình đã có thêm một chú chó để đem về nuôi nữa rồi. Chú chó này mình sẽ nghĩ là mình sẽ đặt tên cho chú chó này tên là Bạch Tuyết nha. Trời ơi, giống y hệt như là Bạch Tuyết trong Xin Cậu Bé Bút Chì luôn đó. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu mà anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của Sammy Đào để đăng ký ủng hộ cho Sammy nữa nha. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Bye bye, yêu anh em vãi nồi, tạm biệt. Bye bye.